Bác bạn, Nín Hảo. Tôi tên là Vũ Ngọc Toàn, quê quán Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Năm nay tôi 32 tuổi, chiều cao 1m65, nặng 62 cân. Tôi đã kết hôn và có hai con. Tôi biết lắp ráp linh kiện và đứng máy CNC, biết lái xe lăn. Chào các bạn.